Trên sân khấu lúc này là phần trình diễn của Nguyễn Thị Mỹ Hạnh mang số báo danh 138. Mỹ Hạnh năm nay 19 tuổi, cô đến từ Bến Tre. Cô hiện là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đã tìm kiếm ra 5 gương mặt xuất sắc nhất và chỉ còn 5 vị trí nữa thôi. Thí sinh thứ 6 vào trong danh sách top 10 của chúng ta ngày hôm nay. Xin được chúc mừng thí sinh với số báo danh 960 Trương Thị Hải Vân. Vị trí thứ 7, chúng ta sẽ cùng chúc mừng thí sinh Đặng Thu Thảo, số báo danh 306. Thí sinh tiếp theo nằm trong danh sách của chúng tôi hiện nay. Xin được chúc mừng thí sinh Đỗ Hoàng Anh, số báo danh 792. Vào vị trí thứ 9, chúng ta sẽ cùng chúc mừng thí sinh Phan Thị Mơ, số danh 205. Đến với đêm chung kết ngày hôm nay, tất cả các thí sinh ai cũng rất là xứng đáng với ngôi vị hoa hậu. Nhưng giờ đây chúng tôi chỉ có thể chọn ra 10 gương mặt xuất sắc nhất. Và vị trí cuối cùng sẽ đến với thí sinh Anh Tuấn. Tôi sẽ giúp Jenny. Vị trí thứ 10 sẽ là thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, số danh 138. Và đây chính là 10 người đẹp sẽ nhận danh hiệu 10 người đẹp nhất của đêm chung kết cuộc thi Hoa Việt Nam 2012. Chúng ta hãy cùng chúc mừng họ. Một lần nữa chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật lớn cho top 10 của chúng ta đêm hôm nay, cũng như là tất cả các thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012.